Vậy là Sang cùng với tất cả mọi người, mình đã đi được một cái chặng đường khá là dài rồi ha. 2 năm trước, câu chuyện một chàng trai nghèo mang trong mình ước mơ làm YouTube và kiếm tiền lo cho mẹ. Ngày 12 tháng 12 năm 2019 là ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời của Sang. Kênh YouTube của Sang sau gần 8 tháng hoạt động đã cán cột mốc 1 triệu người đăng ký. Cảm giác nó vui và khó tả lắm mọi người. Nhìn từng con số tăng lên mà lòng Sang vui không xiết. Sang biết đó không chỉ là những con số mà mọi người muốn gửi cho Sang, mà đó còn là cả tình yêu thương, sự giúp đỡ, sự động viên của tất cả mọi người muốn giúp Sang vượt qua những khó khăn. Từ đáy lòng của Sang cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn tất cả mọi người, và cũng chẳng biết nói cảm ơn đến bao giờ cho đủ, vì đó là tình yêu thương của mọi người. Sang cảm ơn. Sang chào tất cả mọi người nha. Ở chỗ Sang hôm nay rất là lạnh luôn mọi người. Sang thì dậy rất là sớm để mà đi mua một con heo. Hôm nay thì Sang với bạn Thành, với mấy người bạn của Sang đang đi vào cái con suối phía trong rừng để mà chuẩn bị mần con heo nha. Bạn Thành của Sang thì đang đi qua củi bên kia, với lại có nhóc Tỉnh nữa, với một người bạn bên kia. Thì ở chỗ Sang có một cái phong tục như thế này mọi người. Nếu mọi người muốn mần những cái con vật gì á mà to hơn con gà, con vịt này kia, thì tất cả là phải đem ra xa cái làng thì mới được mần nha. Nên Sang với bạn Thành là quyết định là đem cái con heo này mình ra con suối chỗ này. Suối chỗ này thì cảnh nó rất là đẹp, nó có đá, có nước trong, với lại ở phía dưới đây có một cái thác ở dưới đây nha. Xíu thì Sang sẽ quay thác cho mọi người xem để mà mình mần con heo nha. Heo thì Sang để chỗ kia. Bây giờ thì Sang sẽ qua nhúm một cái đống lửa chỗ này, nấu một nồi nước sôi để mình chuẩn bị mần. Khi nào mần xong thì Sang sẽ quay con heo cho mọi người xem. Đây là cái con heo mà Sang mua được nha mọi người. Thì cái con này là cái con heo của mấy người đồng bào á, nên nó thuộc dạng là lai heo rừng á, nên nó giống nó nhỏ nhỏ cái này thôi. Sang đã cạo lông và mần sạch sẽ phía trong rồi. Bây giờ mình chỉ còn việc là thui nó lại một lần nữa cho sát lông, rồi mình sẽ mang đi nướng nha. Lửa thì đã đốt xong rồi, giờ mình đem ra thui thôi. Nãy giờ Sang với bạn Sang đã mần xong rồi nha mọi người. Mọi người thông cảm là chỗ này nước nó đang chảy xuống thác rất là mạnh nên nó hơi ồn một xíu. Đôi khi Sang quay Sang nói chuyện thì mọi người không nghe rõ. Thì con heo này á, nãy giờ Sang mần là mất khoảng tầm 2 tiếng nha. Sang đi vô tới đây là 8 giờ sáng mà mần nãy giờ là 10 giờ rồi. Nên Sang với bạn Sang ai cũng đói hết cả. Cái phần lòng con heo này thì bây giờ Sang sẽ dùng cái phần lòng này, mình sẽ nấu một cái nồi cháo lòng ăn cho no bụng rồi mình mới bắt đầu đi về. Tại vì ở chỗ ngoài đường mà đi được tới con suối đẹp đẹp chỗ này để mần con heo thì nó mất khoảng tầm 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi, nên rất là xa. Mình ăn no, mình lấy sức mình đi về, với lại là chiều nay còn cả một cái chương trình dài là Sang sẽ quay và nướng con heo này để mà ăn mừng cùng với tất cả mọi người. Thì nói thật với mọi người á, rất nhiều người hỏi Sang là tại sao Sang không có làm cái clip ăn mừng 900.000 người đăng ký. Tại vì là với lại là hổm rài đạt cột mốc 1 triệu người đăng ký rồi mà tại sao Sang vẫn chưa ra clip ăn mừng. Tại vì là hổm rài Sang tập trung vào việc đi làm, kiếm đủ tiền để mua con heo này. Thì con heo này là con heo của người đồng bào cho Sang. Nó tầm khoảng 9-10 kg, cái này là hết cỡ của nó rồi nha mọi người. Thịt rất là chắc với lại rất là ngon. Con heo này thì Sang mua với giá là 1 triệu nên mất hết mấy ngày lương. Bây giờ thì mình lên trên kia, mình nấu nồi cháo lòng trên kia, xong rồi ăn no mình về nha. Mọi
mọi người xem nồi cháo lòng của Sang nấu hấp dẫn không? Tại vì đi vào rừng nên nấu nồi cháo này cũng đơn giản thôi. Sang luộc lòng xong rồi Sang rang gạo, rồi mình bỏ nước vô mình nấu thôi chứ không có phải là kỳ công gì quá mọi người. Sang cũng không có làm dồi luôn. Phần huyết thì Sang cũng bỏ luôn nha, chứ Sang không có lấy huyết. Bạn Sang thì đang đi chặt mấy cái nhánh cây tre để mình làm đũa mình ăn. Chén đồ thì đem đầy đủ hết rồi. Bây giờ chỉ còn việc là ăn no xong rồi đi về. Cháo thì nãy giờ Sang đã ăn xong. Bây giờ Sang với mọi người cùng nhau mình đi ra phía ngoài ruộng để mà mình nướng con heo nha. Chứ Sang không thể nào mà nướng ở chỗ cái thác này được. Tại vì ở trong đây là trong rừng sâu mọi người. Một là bây giờ đang là mùa nắng. Nếu mình nướng cái con gì to ở trong đây là mình đốt phải đốt lửa nhiều. Nếu mà đốt lửa nhiều thì rất là nguy hiểm, có thể là gây cháy rừng. Nên không có nướng ở trong đây, Sang sẽ đem ra ngoài ruộng. Thứ hai nữa là mình ăn cùng với mấy đứa nhóc chăn trâu ngoài đó luôn. Nên bây giờ Sang với mọi người cùng đi. Ngoài ruộng thì nó trống trải hơn, với lại là nó không có cây cối, chứ mình đốt trong đây rất là nguy hiểm. Nãy giờ thì Sang cũng đi ra khỏi được cái bìa rừng rồi nha mọi người. Hôm nay đi vào đây mần con heo á, thì không biết sao nó Sang bị trúng gió hay sao nên rất là mệt luôn. Nên nhờ mấy đứa nhóc chăn trâu nó dắt con heo đi trước rồi. Hôm nay thì con heo này cũng khá to, một hai người thì ăn không hết. Nên Sang rủ tất cả mấy đứa nhóc chăn trâu ở cái khu này ra ăn cùng với Sang luôn nha, cho vui, chứ ăn một mình cũng buồn. Bây giờ thì Sang tranh thủ đi lên mấy đứa nhóc. Hôm nay thì xui quá mọi người, đi vào rừng sâu nên bị sốt. Mấy đứa nhóc thì nó đi lên trên kia và nó sẽ đào sẵn một cái hố để mà mình đốt lửa ở trong đó và mình nướng heo nha. Cuối cùng thì Sang cũng tới nơi rồi. Mấy đứa nhóc thì nó đang đi lên trên kia, nó quơ củi cùng với hai người bạn của Sang để mà nhúm một đống lửa mình nướng heo nha. Hôm qua thì Sang đi làm thì nó bị sốt á, Sang giật gió đây nè. Hôm nay thì lại đi vào rừng để mà làm clip nữa nên nó trúng gió lại, mệt quá mọi người. Sang hôm nay có lẽ là sẽ nằm đây để cho bạn của Sang với mấy đứa nhóc sẽ xử lý cái con heo này nha, chứ không còn sức để quay nữa rồi. Mọi người thông cảm cho Sang nha. Bây giờ Sang sẽ bắt đầu ướp con heo này và đem đi nướng nha mọi người. Thì nước ướp gồm có sả, ớt, tỏi với lại nước mắm thôi, chứ mình không bỏ muối nha. Bỏ muối, bỏ đường thì nó sẽ rất là mặn với lại mau khét. Rồi, thành ướp đi. Đó, mình nhét vô bụng đó. Heo khi mọi người ướp xong thì mọi người dùng kẽm bình mai từ trên xuống dưới luôn nha, để cho phần bụng nó kín hơi, nó giữ được cái phần sả với lại cái phần nước mắm phía trong cho nó thấm nha mọi người. Bây giờ Sang sẽ bắt đầu là đem lên nướng. Nãy giờ đốt thì có than rồi, hai đứa đinh đi. Giờ mình sẽ đặt xuống lửa than và mình nướng nha. Nướng cái phần lưng trước mọi người, xong rồi phần bụng một hồi nó thấm cái nước mắm thì mình lật lên trên nha. Con heo này khi mà mọi người nướng thì mọi người chịu khó xay cho nó đều. Chứ mà mình không xay thì cái da nó sẽ bị phồng lên với lại nó không có vàng đều nha mọi người. Nên Sang cứ bôi cái dầu ăn phía ngoài thôi rồi mình cứ xay như vậy. Đến khi nó vàng hết là mình đem xuống thôi. Bây giờ là da nó cũng giòn rồi mọi người, nhưng mà nó chưa vàng thôi. Mọi người xem cái con heo Sang quay nãy giờ nó vàng đã không? Bây giờ Sang sẽ thử cắt cái phần cổ với lại cái phần đít nó ra để xem nó chín chưa nha. Gió lên cái thành. Nóng quá. Gió lên, gió lên. Đập cái này. Ui. Ừ, quá giòn. Quá giòn luôn. Không biết nữa. Đâm đâm nghe cổ này. Đó. Ừ, đây hả? Đúng rồi. Ui, mọi người xem à. Y như bánh tráng luôn. Đấy, từ từ khỏi. Chưa. Đây nè. Đâm đâm mà chanh này, chanh cổ. Đâm đâm mà chanh luôn. Ừ, đây rồi, đúng rồi. Ui, nó xì hơi ra mọi người. Chín rồi. Chanh ra nước. Ra nước. Con heo Sang nướng nãy giờ thì nó ra vàng với lại nó ráo phần nước phía trong. Bây giờ Sang sẽ nhắc xuống và cùng ăn với mấy đứa nhóc nha mọi người. Rồi nhắc xuống chưa ơi. Đi lên. Ai, rồi đặt xuống dưới đây. Cái con heo này mới đầu Sang mua thì nó tầm khoảng 10 kg, nhưng mà mình quay với lại phần mỡ, phần lòng phía trong mình lấy ra thì nó còn khoảng tầm
4 kg thôi nha mọi người, nhưng mà cái con này rất là nạt chứ, người thấy không, toàn là thịt nạt không. Rút mạnh luôn. Rồi rút mạnh ra, kéo vô đó. Giờ bạn Thành của Sang sẽ đạo diễn cắt cái con heo này ra nha mọi người. Thành cắt phần đùi này nè, cắt từng phần đó. Không nghe tiếng giòn ha, cái phần đít hình như không giòn mấy. Ui, như bánh tráng. Như bánh tráng cũng giòn. Tại vì cái hố của Sang đào mọi người nó không được dài á, nên cái phần đuôi nó không được giòn mấy, nhưng mà phần bụng giòn lắm. Quá thơm luôn. Rồi, cắt cái đó thành mấy phần nữa. Ôi mọi người nghe cái phần bụng nó giòn không? Tại vì cái phần bụng mình nướng nó nhiều than á, nên nó giòn hơn cái phần đuôi. Bây giờ thì Sang đã sắc cái con heo này ra thành từng phần, nó rất là thơm luôn mọi người. Mọi người nướng kiểu này thì chỉ cần là ướp, mình ướp nước mắm với lại sả, ớt, tỏi là nó sẽ ngon nha. Còn phần da mình chỉ cần chét dầu thôi là sẽ giòn. Cái phần đùi kia thì Sang sẽ chừa lại cho nhóc Hậu với mẹ Sang ăn. Còn bao nhiêu đây thì mấy anh em sẽ cùng nhau ăn nha. Rồi cầm ly lên. Hôm nay ăn thì Sang sẽ uống với Coca nha. Rồi nè, vô vô vô. Rồi, 1, 2, 3, vô. Ly của mấy đứa thì nó không bệnh á, thì nó uống đá, còn Sang thì uống không có đá nha. Rồi, rồi mỗi đứa một miếng. Sang đi về nước răng khỏe, khỏe đi. Nghe nước nè. Ăn chung rồi. Mỗi đứa một miếng. Anh ăn miếng này cho mình. Ăn miếng khác. Ăn chung đó. Đây, Sang mời tất cả mọi người ăn cái miếng thịt heo này nha. Giòn không mấy đứa? Ngon. Để cái này xuống giữa. Ngon lắm ạ. Ăn xong xíu đi dắt trâu về sao? Tha bỏ đó luôn. Uống cô, uống uống Coca Cola xong bỏ luôn. Xỉn mà. Lần đầu tiên ăn thịt heo quá. Đây, Sang mời tất cả mọi người ăn với Sang một miếng heo quay nha. Con heo này thịt nhiều quá Thành, ít mỡ. Chứ heo ngoài người ta nuôi là mỡ không. Đúng rồi. Hôm nay mệt quá mọi người, đáng ra hôm nay là phải vui lắm. Nhưng mà Sang bị bệnh á. Hôm nay thì cố gắng làm cho đủ ngày để mua cái con heo này, nên hơi mệt một xíu. Hôm nay làm clip thì nó không được hay, mọi người thông cảm nha. Tấm mệt là cho mũi thông mắt nên tấm mệt hả? Ngon quá. Mấy đứa nhóc nó đang ngồi kia và ăn cho hết con heo. Còn Sang thì mệt quá nên đi ra ngoài đây mở điện thoại và nói chuyện với mọi người một xíu. Đáng ra thì clip ngày hôm nay là một cái clip phải là vui với Sang cùng với tất cả mọi người, nhưng mà không may là Sang bị bệnh đó mọi người, mệt quá nên mọi người thông cảm nha. Mặt trời hôm nay thì nó đã xuống qua cái đỉnh núi rồi. Sang nướng cái con heo này nè, mừng con heo nấu cháo với các thứ là từ sáng tới giờ luôn. Sang làm cái con heo này á là để thứ nhất á là để cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua đã luôn yêu mến và ủng hộ Sang để Sang đạt được cột mốc 1 triệu người đăng ký. Sang thật sự mới nói cũng Sang không ngờ là sẽ đạt được cái cột mốc này. Tại vì lúc mình đầu mình Sang làm á, Sang chỉ nghĩ là không bao giờ đạt được nút vàng mọi người, nhưng mà Sang may mắn là được mọi người ủng hộ nên cái nút vàng này á với Sang là của tất cả mọi người dành cho Sang. Còn Sang hy vọng là sắp tới thì khi nút vàng nó gửi từ nước ngoài về cho Sang á thì nó gửi luôn cả cái mã pin với lại cái nút bạc cho Sang luôn. Lúc đó thì nếu mà lúc đó thì Sang sẽ có tiền và làm nhiều video hay hơn nữa cho mọi người xem, chứ bây giờ thì vẫn phải đi làm để kiếm tiền thêm, nên mọi người thông cảm những cái video nó không được hay, không được đặc sắc mấy cho lắm. Còn về phần mấy đứa nhóc này thì hôm nay Sang muốn quay cái con heo này để mà cho tụi nó ăn. Còn nhóc Hậu thì Sang có chừa lại phần để mà cho nhóc Hậu về nó ăn sau nha. Bây giờ có lẽ là Sang sẽ tạm dừng clip tại đây và đi về. Hôm nay thì Sang đạt nút vàng được mấy ngày rồi, nhưng mà không biết tối nay có cắt kịp hay không. Nếu mà cắt kịp thì Sang đăng cho mọi người xem. Sang cảm ơn tất cả mọi người. Sang chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye.